Vâng, xin kính chào ông bà cô chú anh chị các bạn đã trở lại video của em. Hiện tại bây giờ thì em đang có mặt tại mộ cổ năm mọi người. Và trước khi vào video thì xin kính chúc mọi người nhiều sức khỏe, may mắn, bình an. Mọi người thấy không, hiện tại bây giờ thì mộ phần cổ năm hầu như là đã được hoàn tất hết 99% rồi. Chỉ còn có pháp danh và cái khúc dưới tấm hình của mọi người là ghi nội dung con cháu hay là con đồng lực mộ thôi. Cũng là sắp xong rồi mọi người, để hỏi ý kiến gia đình nữa là sẽ xong. Cho nên là mộ phần của năm hiện tại bây giờ rất là đẹp nha mọi người ha. Đó, rất đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy cái tấm hình ở trên bia mộ của năm đó, nhìn thần thái ghê mọi người thấy không? Đẹp, quá đẹp luôn. Rồi, chi tiết mà đá màu đen thì dương mão là màu đỏ thì làm cái mộ nó nổi bật ha mọi người ha. Và cái đường chỉ thì màu vàng, thì chữ cũng màu vàng luôn. Đây là mộ bia của cậu ở phía sau lưng nha mọi người. Mọi người thấy không, rất là đẹp, chung cơ rất là chỉnh chu. Cái tấm hình này nè, cái màu sắc của tấm hình cũng đẹp mọi người ha. Nó hợp với, nói chung là cũng lựa chọn lắm á mọi người, lựa tấm hình hợp. Thứ nhất hợp với cái vai diễn của cậu, với hợp cái màu sắc trên phần mộ của cậu. Quá đẹp luôn. Cái này nhìn xa đẹp lắm mọi người ơi, chưa gỡ gạp á, gỡ gạp ra là mọi người sẽ thấy là ánh nắng á nó chiếu vào lên mộ đẹp lắm. Em quay ở phía bên đây cho mọi người xem. Quay cầm cho mọi người xem ha. Đó mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn. Cái mão trên mộ bia của cậu cũng giống như là cái mão ở dưới bàn thờ ở dưới nhà của cậu luôn nha mọi người. Như vậy luôn nha mọi người. Đây là hoa mà hôm qua cô Năm đem đến mọi người ha, nay được để lên mộ cậu nè, đẹp quá. Sau này ở trên mộ bia của cậu á, những cái ly hương á là sẽ để ngay chỗ cái góc đó đó mọi người. Đó, ly hương với lại chung nước, ba chung nước trà đó, với lại một cái bình bông họ sẽ để trên đó đó mọi người ha. Còn những cái ly hương này á, ly hương này bằng thờ này á, em nghĩ là chắc chắn không để đây đâu, em nghĩ là để cái ly hương một trắng kia thôi, hoặc đá đen để đây. Còn cái búp sen này mọi người ha, và hiện tại là chỉ mới để vào thôi chứ chưa có dán nha mọi người ha. Sẽ có, nếu mà để cho nó chỉnh chu và cố định luôn là sẽ dán. Đó, này chắc đợi gia đình lên để xem coi có xem như thế nào rồi mới dán ha. Cuốn sách mọi người thấy chỗ cuốn sách mọi người thấy ha, đó là có làm dấu nè, làm dấu để cuốn sách nè, chắc có lẽ là con này cũng phải dán trên đây luôn, dán lên luôn. Cuốn sách này nặng chắc em nghĩ không có dán đâu. Sư cô đang cúng mọi người.
Sụt vô cúng luôn rồi ha. Để ra ngoài quay cho người xem ha. Sư cô cũng mâm chai vô một năm phải. Chuyển ra ngoài. Sáng cũng đút thuốc cậu năm rồi, đút nhang cậu năm rồi mà chưa đút thuốc. Chút xíu nó đút thuốc cho cậu năm. Nói xạo cậu năm chào gió thành. Đây là mình chai nè người ha. Sự cố ở Đồng Nai em vừa học. Chỉ quay một vòng nữa em sẽ kết thúc video cho mọi người xem, cho em xin một like và đăng ký nha.